Thế hệ Gen Z lớn lên trong sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số như Internet, mạng xã hội hay thiết bị di động. Vì vậy, Gen Z được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo đột phá trong bất kỳ môi trường doanh nghiệp nào. Thế nhưng, đứng trước xu hướng Gen Z có nhu cầu thay đổi công việc thường xuyên, nhảy việc, có nhiều những ý kiến trái chiều về việc liệu thế hệ này sẽ là một làn gió mới hay sẽ trở thành bài toán khó giải cho các doanh nghiệp. Thế hệ Gen Z bước chân vào thị trường lao động với tính cá nhân hóa cao, với động lực và khát khao lớn được thể hiện cái tôi của mình. Bàn về xu hướng nhảy việc thường xuyên, có thể thấy rằng điểm chung của các bạn Gen Z là thường đề cao cả tính riêng biệt và tính phù hợp của bản thân với doanh nghiệp. Đó cũng có thể là nguyên nhân cho sự tùy hướng thích thì nghỉ của nhiều bạn trẻ Gen Z khi nhận được lời đề nghị với những điều kiện được cho là phù hợp với họ hơn từ những công ty khác. Từ năm ngoái đến giờ thì mình có làm trong ngành F&B, sau đấy thì đổi sang làm về mảng truyền thông, hình ảnh marketing. Và sau đấy thì đổi sang ngành bây giờ là làm freelance về phiên dịch. Đối với cá nhân mình thì lý do khiến mình nghỉ việc ở chỗ cũ là bởi vì chế độ đãi ngộ của nó không đáp ứng được cái vấn đề, chi tiêu hàng ngày của mình. Theo một cuộc khảo sát của Resume Builder với hơn 1.300 lãnh đạo doanh nghiệp, gần 3/4 số lượng quản lý tham gia khảo sát nhận thấy Gen Z là những người khó cộng tác nhất. Cụ thể, 49% người chủ thường xuyên cảm thấy thất vọng trong quá trình làm việc cùng thế hệ Z. Không riêng gì Gen Z, với bất kỳ thế hệ nào, hẳn cũng đã từng nghe một số định kiến mà người khác quy chụp về mình. Tuy vậy nhưng dường như điều này đang có xu hướng gia tăng song song với tần suất Gen Z nhảy việc thường xuyên hơn so với các thế hệ khác. Gen Z bây giờ đang rất là mông lung chẳng hạn, họ không biết là đang đi tìm cái gì. Thì quá trình mà bọn mình nhảy việc có thể không giúp bọn mình tìm ngay ra được là bọn mình muốn cái gì, nhưng mà có thể giúp bọn mình nhận ra là mình không muốn cái gì. Thì khi mà nhảy việc thì nhiều bạn Gen Z sẽ có thêm được những cái trải nghiệm. Tuy nhiên thì khi mà nhảy việc quá nhiều, một cái người Gen Z sẽ tạo ra một cái sự không tin tưởng đối với nhà tuyển dụng. Có thể họ cũng sẽ thiếu đi cái niềm tin đối với việc là bạn sẽ vào đây chỉ là để trải nghiệm công việc, chứ không phải là vào đây để cống hiến và đóng góp cho cái doanh nghiệp của họ. Đến năm 2025, Gen Z dự kiến sẽ chiếm tới 25% tổng lực lượng lao động tại Việt Nam. Vì thế, để thành công hơn trong việc thu hút và giữ chân nguồn nhân lực trẻ, đầy sáng tạo và tài năng này, việc các công ty cần tìm hiểu về họ và thiết kế một môi trường làm việc phù hợp với thế hệ lao động cận kề này được cho là thiết yếu. Mình không nên nghĩ rằng là cái doanh nghiệp đấy sẽ làm gì cho mình. Mình nên có một cái tâm thế là mình vào để cống hiến và mình cho đi. Và khi mà cho đi thì tức là mình sẽ nhận lại xứng đáng với những cái gì mà mình bỏ ra. Đối với các công ty, điều quan trọng là không vội vã kết luận về phong cách làm việc của nhân viên, mà là quan tâm cũng như tìm hiểu về phong cách làm việc của họ để người lao động cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng. Có lẽ ta cần tiếp tục chờ đợi sự chuyển mình mạnh mẽ và rõ rệt hơn nữa từ thế hệ này, từ kinh nghiệm chuyên môn cho đến sự hòa hợp, về văn hóa và phong cách làm việc. Một thông tin đáng chú ý khác về vấn đề việc làm. Mới đây, doanh nghiệp có đông công nhân nhất thành phố Hồ Chí Minh là công ty trách nhiệm hữu hạn Powergen Việt Nam, quận Bình Tân vừa có báo cáo với ngành chức năng thành phố về việc dự kiến sẽ cắt giảm thêm lao động. Theo báo cáo, từ tháng 2 năm 2023, công ty này đã thực hiện thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 2.300 lao động. Và ở lần cắt giảm lao động này, công ty sẽ tiếp tục cắt giảm hơn 5.700 người có hợp đồng không xác định thời hạn, tương đương 10% tổng số 50.500 lao động. Theo đó, đợt 1 công ty sẽ chấm dứt hơn 4.500 người vào ngày 24 tháng 6 và đợt 2 là hơn 1.200 người vào ngày 8 tháng 7. Trong số lao động chấm dứt hợp đồng, lao động có trên 80% nữ giới, khoảng 45% lao động từ 21 đến 40 tuổi, trên 50% lao động từ 40 tuổi trở lên, khoảng 60% lao động có thâm niên từ 10 năm trở lên. Phần lớn lao động chấm dứt hợp đồng lao động là lao động phổ thông. Trường hợp người lao động đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, hộ nghèo, lao động khuyết tật không nằm trong diện chấm dứt hợp đồng lao động lần này. Một trong những thách thức hàng đầu của ngành vi mạch bán dẫn là sự thiếu hụt về nhân lực nghiên cứu và kỹ thuật. Do đó, tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực này đã chính thức công bố kế hoạch thành lập trung tâm thiết kế vi mạch hàng đầu thế giới tại Việt Nam. Theo chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp, trung tâm dự kiến sẽ thu hút 300 nhân sự, trong đó 97% là kỹ sư công nghệ tại Việt Nam, nhằm trau dồi các kỹ năng chuyên môn nhằm phát triển và cung cấp những sản phẩm được sử dụng làm thành phẩm cốt lõi cho các danh mục đầu tư toàn diện như sản phẩm điện quang, điện thoại, xe hơi, viễn thông, trung tâm dữ liệu. Công bố này cũng cho thấy tiềm năng và năng lực của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và những công nghệ hàng đầu thế giới.
Chương trình sẽ hỗ trợ các sinh viên tài năng chuyên ngành kỹ thuật và khoa học máy tính tại các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Thông qua học bổng, công ty mong muốn phát triển năng lực kỹ thuật, khuyến khích và tạo điều kiện cho sự hiện diện của lao động nữ ở mọi cấp độ và ưu tiên tuyển dụng lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Phát triển kinh tế xanh đã nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, được hỗ trợ bởi khuôn khổ pháp lý, dẫn dắt bởi chiến lược quốc gia. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tiếp tục khẳng định chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân là mục tiêu hàng đầu. Do đó, nghiên cứu cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đo lường ảnh hưởng của các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xanh là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Những nội dung này được trình bày tại nhiều tham luận của Hội thảo Khoa học Quốc tế Phát triển Kinh tế Xanh ở Việt Nam. Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam là chủ đề của Hội thảo Khoa học diễn ra ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Hà Nội với sự đồng tổ chức của Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học Quốc gia Trung Nam Hàn Quốc, Đại học Sophia St. Clement Orris, Bulgaria. Trong những năm gần đây, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu. World Bank ước tính biến đổi khí hậu sẽ làm giảm 3,5% tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2050. Các trường đại học của chúng tôi gặp gỡ nhau cùng với các nhà khoa học, cùng với các nhà hoạch định chính sách, cùng với các doanh nghiệp để mà ngồi để mà chia sẻ. Và trước hết là chúng ta phải nhận thức được cái kinh tế xanh là gì, phát triển bền vững nó là gì và tiêu chí nó đánh giá như thế nào. Và Việt Nam hiện nay đang ở đâu và để có thể có được cái kinh tế xanh để chúng ta làm cái gì. Không phải chỉ các nhà khoa học trong nước mà chúng tôi còn mời cả những cái học giả, các nhà khoa học ở nước ngoài, ở các trường đại học nước ngoài. Họ cũng là ở những cái đất nước mà cái sự phát triển bền vững của họ cũng đã đạt được cái đỉnh cao, cũng đạt được cái thành công như là Bulgaria, như là Hungary, như là Pháp chẳng hạn. Thế thì như là Hàn Quốc, thế thì những cái chia sẻ của họ cũng sẽ giúp cho chúng tôi và giúp cho tất cả những cái người tham gia có thể có được một cái sự nhìn nhận một cách thực tế về cái thực trạng về phát triển kinh tế xanh cũng như phát triển bền vững của Việt Nam. Sinh viên tôi thì khi ra trường ngoài cái kiến thức chuyên môn về cái lĩnh vực được đào tạo thì trong cái ý thức của họ thì đều có, khi mà làm việc trong mỗi một lĩnh vực thì đều có cái ý thức liên quan đến phát triển kinh tế xanh. Chẳng hạn là khi mà để xây dựng, chúng tôi có cái ngành kinh tế phát triển, xây dựng kế hoạch phát triển. Thì sau đó thì mỗi một cái sinh viên khi xây dựng kế hoạch thì đều có phải có được cái mục tiêu là cái kế hoạch mình phải hướng tới cái việc phát triển kinh tế xanh và phát triển bền vững. Kinh tế xanh là nền kinh tế vừa mang lại hạnh phúc cho con người và công bằng xã hội, vừa giúp giảm thiểu đáng kể các nguy cơ về môi trường và suy giảm sinh thái. Do vậy, các hội thảo khoa học quốc tế về chủ đề này sẽ tạo lập diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề phát triển kinh tế xanh trên thế giới và tại Việt Nam. Đây cũng là nơi kết nối các chuyên gia, học giả, giảng viên và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo về kinh tế và kinh doanh ở các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế xanh của quốc gia theo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước. Mới đây, Ngân hàng Standard Chartered đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2023 về mức 6,5% thay vì ở mức 7,2% như cơ quan này từng dự báo trước đó. Nguyên nhân là cơ quan này đang xem xét thận trọng hơn các yếu tố bên ngoài và đánh giá các chỉ số vĩ mô Việt Nam 4 tháng qua đang chậm lại. Đặc biệt, trong tháng 4 năm 2023, lạm phát ở mức 2,8%, giảm tháng thứ 3 liên tiếp, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,6% do doanh số bán lẻ tăng mạnh 11,5%. Vốn FDI giải ngân đạt gần 6 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,2% so với cùng kỳ. Vốn cam kết cũng giảm gần 18%, xấp xỉ 9 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, Standard Chartered cũng dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm lãi suất tái cấp vốn thêm 50 điểm cơ bản xuống 5% vào cuối quý 2 và duy trì đến cuối năm 2025. Tuy nhiên, đơn vị này cũng không loại trừ tình huống lãi suất sẽ tăng, đặc biệt vào cuối năm do Ngân hàng Nhà nước có thể chú trọng vào ổn định của thị trường tài chính hơn là tăng trưởng. Trước những lo lắng của người dân về việc giá điện tăng thêm 3%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã tính toán kỹ tác động lên tất cả khách hàng trước khi điều chỉnh giá điện. Việc tăng giá điện chỉ tác động nhỏ tới các hộ gia đình. Theo đó, sẽ có khoảng 64% số hộ chỉ tăng tiền điện thêm từ 2.500 đồng tới 11.000 đồng một tháng. Cụ thể, theo tính toán của EVN, tổng số hộ sử dụng điện trên toàn quốc là trên 30 triệu hộ, trong đó số hộ tiêu thụ dưới 50 kWh trên tháng trở xuống là khoảng 3,33 triệu hộ, chiếm 11,98%. Tiền điện năng tăng thêm của nhóm này là 2.500 đồng trên một hộ. Số hộ tiêu thụ 100 kWh trên tháng là khoảng 4,7 triệu hộ, chiếm 16,65%.
tiền điện tăng thêm của nhóm này là 5.100 đồng trên hộ. Số hộ tiêu thụ 200 kWh trên tháng là khoảng 10,04 triệu hộ, chiếm tỷ trọng 36%. Tiền điện năng tăng thêm là 11.000 đồng trên một hộ. Đây cũng là nhóm đối tượng khách hàng có tỷ trọng lớn nhất. Số hộ tiêu thụ 300 kWh trên tháng là khoảng 4,96 triệu hộ, chiếm 17,81%. Tiền điện năng tăng thêm là 18.700 đồng trên hộ. Số hộ tiêu thụ từ 400 kWh trên tháng trở lên, toàn quốc chỉ có 2,21 triệu hộ, chiếm tỷ trọng 7,95%. Tiền điện tăng thêm là 27.200 đồng trên hộ. Cũng liên quan đến lĩnh vực điện, trước việc phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có cả về tài chính và đảm bảo nguyên liệu trước nguy cơ thiếu điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã phải gửi văn bản tới Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV và Tổng công ty Đông Bắc, hai đơn vị chính trong cấp than cho sản xuất điện, để đề nghị giãn thời gian thanh toán tiền. Theo đó, trước việc biến động đột ngột của giá nhiên liệu đã khiến cho hoạt động sản xuất điện của EVN và các đơn vị thành viên năm 2022 và những tháng đầu năm của năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn. Điều này đã làm thiếu hụt dòng tiền thanh toán cho các nhà cung cấp nhiên liệu, đơn vị bán điện. Vì vậy, ngoài việc đề nghị được giãn thời gian thanh toán, EVN mong muốn các đơn vị trên cung cấp đầy đủ và liên tục than cho các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo hoạt động sản xuất và cung cấp điện trong năm 2023. Bên cạnh đó, EVN cũng mong muốn được vay 52.000 tấn than mà nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 thuộc dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1 sắp nhận về cảng để sử dụng nguồn nhiên liệu này cho phát điện. Trong đề nghị này, EVN cũng nêu rõ là sẽ sắp xếp hoàn trả khối lượng than trên cho Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 vào cuối tháng 5 năm 2023. Tính tới cuối năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.200 cơ sở lưu trú du lịch các loại. Sở Du lịch thành phố đánh giá thị trường lưu trú gặp một số thách thức nhất định, đặc biệt với phân khúc khách sạn 1 tới 3 sao. Tuy nhiên, thị trường này đang kỳ vọng vào đà phục hồi khi chuẩn bị bước vào cao điểm nghỉ dưỡng mùa hè năm 2023. Hiện nay, đà phát triển của thị trường lưu trú thành phố Hồ Chí Minh ở phân khúc từ 1 đến 3 sao luôn gắn chặt với sự phát triển của du lịch. Đánh giá chung tại khu vực châu Á, các cơ sở lưu trú tại thành phố có lợi thế về chi phí vận hành đang ở mức thấp, mang lại cơ hội tạo doanh thu cao khi lượng booking tăng lên trong hè này. Chính vì vậy, để tiếp đà tăng trưởng này, Sở Du lịch thành phố đã cùng nhiều đơn vị triển khai hàng loạt các chương trình để thu hút khách từ các tỉnh thành cũng như khách quốc tế trong 3 tháng hè tới. Bên cạnh đó, các hãng bay cũng mở mới nhiều đường bay để tạo thuận lợi cho du khách. Nỗ lực chung hướng đến thu hút khách đến booking và làm sôi động thị trường lưu trú thành phố Hồ Chí Minh. Hàng không và du lịch là hai lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc giá vé máy bay lên xuống thất thường trong thời gian qua khiến nhiều điểm du lịch gặp khó khăn và rơi vào tình trạng bị động. Sự bất thường của thị trường vé máy bay khiến nhiều doanh nghiệp du lịch trở tay không kịp. Thậm chí, việc giá máy bay bất ngờ giảm mạnh vào những ngày đầu nghỉ lễ vừa qua không giúp ích cho các công ty du lịch mà còn khiến họ càng trở nên bị động. Nguyên nhân bởi việc giá vé máy bay giảm cận lễ sẽ tạo nên sự so sánh giá. Thay vì đặt vé từ sớm, du khách sẽ canh đến sát ngày nghỉ mới đặt vé. Các chuyên gia cho rằng, để xảy ra tình trạng giá vé biến động bất thường như vừa qua là điều rất nguy hiểm cho cả ngành hàng không lẫn du lịch. Nếu không có những chế tài đủ mạnh, kiểm soát đủ chặt chẽ, sẽ làm méo mó thị trường vé máy bay. Từ đó khiến những lĩnh vực liên quan khác, nhất là du lịch, cũng bị ảnh hưởng theo. Trong phần tiếp theo của chương trình, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội vẫn trong tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí. Hàng nghìn mét kè biển tại tỉnh Nam Định bị sạt lở, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Trung tâm thanh thiếu niên với kinh phí đầu tư hơn 60 tỷ đồng tại Đắk Lắk bị bỏ hoang sau 5 năm xây dựng. Nhiều năm qua, thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đã được sử dụng phổ biến như thuốc lá điếu truyền thống. Tuy nhiên, việc chỉ mới quản lý được thuốc lá truyền thống mà chưa có bất kỳ hình thức chế tài hay áp dụng khung pháp lý cụ thể đối với các loại thuốc lá thế hệ mới này hiện đang dẫn đến nhiều bất cập cho xã hội. Thuốc lá thế hệ mới là dạng thuốc lá sử dụng công nghệ để giải phóng nicotine bằng cách làm nóng nguyên liệu thuốc lá đối với thuốc lá làm nóng hoặc hóa hơi tinh dầu đối với thuốc lá điện tử thay vì trực tiếp đốt cháy điếu thuốc. Thuốc lá thế hệ mới du nhập vào Việt Nam gần 10 năm nay nhưng vẫn chưa được áp dụng những quy định cụ thể dưới sự quản lý của nhà nước, gây ra nhiều hệ lụy như thất thu thuế, kiểm soát chất lượng, đối tượng và phạm vi người sử dụng. Ngoài ra, việc mua bán thuốc lá điện tử lậu tràn lan hay tự pha chế, thậm chí còn làm vỏ bọc để chứa chất cấm trá hình, có thể dẫn đến những nguy hại khác cho sức khỏe của người sử dụng. Thưa quý vị, tại thành phố Hà Nội, sau khi được phê duyệt, khởi công nhiều năm, một số dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp trên địa bàn thủ đô vẫn trong tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí. Tại quận Long Biên, Hà Nội, dự án nhà ở xã hội IEC Bảo Ngọc Thạch Bàn có tên trong danh sách 22 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tập trung hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Dự án có diện tích khoảng 8.600 m2, tổng mức đầu tư 1.138 tỷ đồng,
mật độ xây dựng 31,5%, với tổng diện tích sàn là 66.044 m². Đến nay dự án này vẫn chỉ là một bãi đất trống. Cũng tại quận Long Biên, dự án nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thành nằm tại vị trí gần từ đường Ngọc Thụy đến đường 5 kéo dài và tiếp giáp với ngõ 90 Gia Quất hiện hữu. Dự án này có quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2018 với quy mô 3 tòa CT1, CT2 và CT3 cùng với công trình nhà ở thấp tầng gồm 44 căn do liên danh công ty cổ phần Bích Việt Nam và công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô làm chủ đầu tư. Công trình quy mô gồm 3 tầng hầm, 22 tầng nổi với tổng số 600 căn hộ. Hiện dự án vẫn chưa hoàn thành bất kỳ hạng mục xây dựng nào. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra yêu cầu đối với các tổ chức, cá nhân tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện phối hợp cùng tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh tăng cường triển khai các giải pháp theo kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng ngay chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn thành phố trong mùa khô và cả năm 2023, đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn thành phố theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng, tổng công ty thành phố Hồ Chí Minh phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định, hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng. Dù chưa bước vào mùa mưa bão, thế nhưng người dân thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang rất lo lắng bởi hàng nghìn mét kè biển sạt lở, tan hoang, không đảm bảo an toàn. Những khối bê tông lớn nằm ngổn ngang, những căn nhà đổ sập nằm chênh vênh bên bờ biển là thực tế tại bãi tắm Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Sóng biển đã làm biến dạng toàn bộ một khu vực bãi tắm từng rất nhộn nhịp. Giờ đây, những người cố bám trụ ở lại cũng chỉ dám ở khi trời yên biển lặng với những cách ngăn sóng thủ công. Tuy vậy, chẳng có gì đảm bảo được sự an toàn của những công trình còn lại. Những ngôi nhà bị đánh sập chỉ còn là vấn đề thời gian. Lo ngại hơn nữa, khi sói lở đã sát tuyến đường bên trong, thì chỉ cần một cơn bão, mọi thứ sẽ lại trôi xuống biển và ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sinh kế của hàng nghìn hộ dân. Trong khi đó, tại khu vực bãi tắm biển thuộc phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, thời gian qua đã xuất hiện một cống thoát nước xả thải đen ngòm, chảy trực tiếp ra bãi biển, bốc mùi hôi thối. Nhiều người lo ngại điều này sẽ tác động xấu đến môi trường biển cũng như nguồn nước nơi đây. Theo người dân địa phương, tình trạng này xuất hiện từ lâu, dòng nước thải còn để lại những vệt váng màu đen kèm theo rác thải đọng lại trên bãi cát. Ống cống xả này được xây dựng để thoát nước chống ngập khi thi công tuyến đường Lê Duẩn và không có công năng thoát nước thải sinh hoạt. Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Tuy Hòa đã cử người xuống kiểm tra, xác minh, đồng thời lấy mẫu nước để phân tích và sẽ thông báo kết quả sau. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên với kinh phí đầu tư hơn 60 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ phục vụ nhiều hoạt động ý nghĩa cho thanh thiếu niên của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay trung tâm này lại bị bỏ hoang một cách lãng phí sau 5 năm xây dựng. Sau một thời gian dài không được sử dụng, nhiều hạng mục của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột đã xuống cấp, hư hỏng. Nhà chức năng được xây dựng 2 tầng, rộng rãi nhưng lâu ngày không được sử dụng nên ẩm mốc, bụi bẩn bám kín khắp các lối đi. Nhiều mảng tường bong chóc, kính cửa bị vỡ. Trung tâm này do tỉnh đoàn Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Năm 2017, dự án chính thức hoàn thiện. Thế nhưng, do vướng cơ chế nên đến nay vẫn chưa thành lập được bộ máy quản lý, dẫn tới việc trung tâm không có đơn vị vận hành và phải bỏ hoang. Cơ quan chức năng huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ việc một tài xế lái ô tô con bất ngờ chặn đầu xe bồn trên quốc lộ 26 rồi hành hung tài xế gây thương tích. Công an xã Ea Phê, huyện Krông Park đã nhận được đơn trình báo của tài xế Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1998, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, về việc bị hành hung khi đang lưu thông trên quốc lộ 26. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 5, anh Thành điều khiển xe bồn lưu thông trên quốc lộ 26 theo tuyến đường Ea Kha, thành phố Buôn Ma Thuột. Khi xe đến xã Ea Phê thì một người điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 47A560.95 chạy cùng chiều vượt lên chặn đầu phía trước. Sau đó người này dùng cờ lê đánh tới tấp khiến anh Thành bị thương ở tay và sau gáy. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình xe bồn ghi lại. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có quyết định công nhận trúng tuyển viên chức đối với gần 100 nhân sự, trong đó có hơn 80 đăng kiểm viên để bổ sung cho các trung tâm đăng kiểm. Bên cạnh đó, trong tháng 6 tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tuyển dụng và bổ sung nhân sự cho chỉ tiêu còn thiếu. Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10 năm nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ mở 6 lớp tập huấn nghiệp vụ và 16 đợt đánh giá để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên cơ giới bậc thường và bậc cao. Các giải pháp được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên dẫn tới tình trạng ùn tắc đăng kiểm,
tại nhiều cơ sở trên cả nước. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, công tác đăng kiểm xe cơ giới dân sự đã từng bước được giảm bớt khó khăn, phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong các tháng tới, dự báo lượng xe đến hạn phải kiểm định sẽ tăng cao và tiếp diễn tình trạng ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm, đặc biệt là tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiếu thuận là căn bản của đạo làm người, đặc biệt là người dân Việt Nam luôn coi hiếu thuận chính là phẩm chất quan trọng nhất, là bài học đầu tiên mà ai cũng cần phải biết. Nhằm tri ân báo hiếu đấng sinh thành, mới đây, chương trình Bách Thiện Hiếu Vi Tiên đã được tổ chức tại đền Cô Bé Ngai Vàng, Sóc Sơn, Hà Nội. Trăm việc thiện, việc hiếu phải đầu tiên là ý nghĩa của câu Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, răn dạy con cái phải đề cao việc kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ bằng sự yêu thương, quan tâm, phụng dưỡng. Tại đền Cô Bé Ngai Vàng, xóm Rồng, Sóc Sơn, Hà Nội đã diễn ra buổi tri ân Bách Thiện Hiếu Vi Tiên do đồng thầy Huyền Tích chủ trì tổ chức dưới sự chứng kiến của lãnh đạo xã, các gia đình tại địa phương, du khách thập phương. Thì nhân duyên thì cũng bén duyên với đạo. Từ năm 13 tuổi là thời xưa đã chép kinh cho các cụ. Nhưng duyên cửa nào thì vào cửa đấy, thì bén duyên cửa mẫu. Thì tôi cũng được nhiều năm để cận kề phụng thờ thánh mẫu và thực hành nghi thức trong tín ngưỡng. Thì tôi có tìm hiểu về thánh tích 3 lần giáng sinh của mẫu. Thì lần đầu là tôi ấn tượng đó là 5 tuổi mẫu đã giác ngộ đến sự hiếu thảo với bậc cha mẹ. Tôi luôn ấp ủ là muốn sao để lan tỏa cái sự hiếu hạnh của mẫu, sự kính trọng của mẫu, nên tôi muốn tổ chức ra cái buổi lễ này, Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Chữ hiếu, đạo hiếu, để tri ân các đấng sinh thành rất quan trọng, để tỏ lòng hiếu thuận, để thực hành chữ hiếu thì các thế hệ ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta nữa đấy đã tìm ra và đã thực hành cái hình thức tín ngưỡng nào, lễ nghi nào để bày tỏ cái sự hiếu thuận, báo hiếu với các đấng sinh thành. Buổi lễ tri ân cha mẹ diễn ra trang trọng, ấm áp, đem lại nhiều xúc động. Không thể ngờ là cái sự buổi lễ nó thành công đến mức độ là cả toàn bộ trong sự kiện cái cảm xúc nó đều dâng trào, mà ai gần như cũng rơi nước mắt. Chương trình để lại cho cháu rất nhiều cảm xúc ấy, là dịp để cháu có thể nói những lời yêu thương với bố mẹ, cũng rất là biết ơn thầy để chúng cháu học theo cái đức hạnh của thầy, để làm sao mình làm sao được tốt đời đẹp đạo hơn. Tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là vô điều kiện, chỉ cho đi mà không cần nhận lại. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, dù vạn vật có thay đổi, nhưng tinh thần hiếu đạo vẫn giữ nguyên nét truyền thống riêng biệt, trở thành giá trị đạo đức trong thuần phong mỹ tục người Việt ta. Vừa qua, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã khai trương thêm một tuyến phố đi bộ, đó là tuyến phố Phan Châu Trinh. Tuyến phố này sẽ bắt đầu hoạt động từ 17:30 hàng ngày. Phố đi bộ kéo dài từ ngã tư đường Nguyễn Huệ, Phan Châu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh, Phan Châu Trinh, để tạo thêm các sản phẩm du lịch cho du khách khi đến tham quan, vui chơi trên tuyến phố đi bộ Phan Châu Trinh. Thành phố Hội An cũng sẽ tổ chức các hoạt động như hát bội, nhóm nhạc cung đàn xưa, nhóm nhạc giai điệu thời gian, không gian trà đạo, dập tranh giấy gió. Bên cạnh đó, việc mở rộng không gian phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ trên tuyến đường Phan Châu Trinh hứa hẹn sẽ tạo thêm không gian trong lành, yên tĩnh cùng nhiều hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn phục vụ du khách. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thế hệ Gen Z lớn lên trong sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số như Internet, mạng xã hội hay thiết bị di động. Vì vậy, Gen Z được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo đột phá trong bất kỳ môi trường doanh nghiệp nào. Thế nhưng, đứng trước xu hướng Gen Z có nhu cầu thay đổi công việc thường xuyên, nhảy việc
có nhiều những ý kiến trái chiều về việc liệu thế hệ này sẽ là một làn gió mới hay sẽ trở thành bài toán khó giải cho các doanh nghiệp. Thế hệ Gen Z bước chân vào thị trường lao động với tính cá nhân hóa cao, với động lực và khát khao lớn được thể hiện cái tôi của mình. Bàn về xu hướng nhảy việc thường xuyên, có thể thấy rằng điểm chung của các bạn Gen Z là thường đề cao cả tính riêng biệt và tính phù hợp của bản thân với doanh nghiệp. Đó cũng có thể là nguyên nhân cho sự tùy hướng thích thì nghỉ của nhiều bạn trẻ Gen Z khi nhận được lời đề nghị với những điều kiện được cho là phù hợp với họ hơn từ những công ty khác. Từ năm ngoái đến giờ thì mình có làm trong ngành F&B, sau đấy thì đổi sang làm về mảng truyền thông, hình ảnh marketing và sau đấy thì đổi sang ngành bây giờ là làm freelance về phiên dịch. Đối với cá nhân mình thì lý do khiến mình nghỉ việc ở chỗ cũ là bởi vì chế độ đãi ngộ của nó không đáp ứng được cái vấn đề, cái chi tiêu hàng ngày của mình. Theo một cuộc khảo sát của Resume Builder với hơn 1.300 lãnh đạo doanh nghiệp, gần 3/4 số lượng quản lý tham gia khảo sát nhận thấy Gen Z là những người khó cộng tác nhất. Cụ thể, 49% người chủ thường xuyên cảm thấy thất vọng trong quá trình làm việc cùng thế hệ Z. Không riêng gì Gen Z, với bất kỳ thế hệ nào, hẳn cũng đã từng nghe một số định kiến mà người khác quy chụp về mình. Tuy vậy nhưng dường như điều này đang có xu hướng gia tăng song song với tần suất Gen Z nhảy việc thường xuyên hơn so với các thế hệ khác. Gen Z bây giờ đang rất là mông lung chẳng hạn, họ không biết là đang đi tìm cái gì. Thì quá trình mà bọn mình nhảy việc có thể không giúp bọn mình tìm ngay ra được là bọn mình muốn cái gì, nhưng mà có thể giúp bọn mình nhận ra là mình không muốn cái gì. Thì khi mà nhảy việc thì nhiều bạn Gen Z sẽ có thêm được những cái trải nghiệm. Tuy nhiên thì khi mà nhảy việc quá nhiều, một cái người Gen Z sẽ tạo ra một cái sự không tin tưởng đối với nhà tuyển dụng. Có thể họ cũng sẽ thiếu đi cái niềm tin đối với việc là bạn sẽ vào đây chỉ là để trải nghiệm công việc chứ không phải là vào đây để cống hiến và đóng góp cho cái doanh nghiệp của họ. Đến năm 2025, Gen Z dự kiến sẽ chiếm tới 25% tổng lực lượng lao động tại Việt Nam. Vì thế, để thành công hơn trong việc thu hút và giữ chân nguồn nhân lực trẻ, đầy sáng tạo và tài năng này, việc các công ty cần tìm hiểu về họ và thiết kế một môi trường làm việc phù hợp với thế hệ lao động cận kề này được cho là thiết yếu. Mình không nên nghĩ rằng là cái doanh nghiệp đấy sẽ làm gì cho mình. Mình nên có một cái tâm thế là mình vào để cống hiến và mình cho đi. Và khi mà cho đi thì tức là mình sẽ nhận lại xứng đáng với những cái gì mà mình bỏ ra. Đối với các công ty, điều quan trọng là không vội vã kết luận về phong cách làm việc của nhân viên, mà là quan tâm cũng như tìm hiểu về phong cách làm việc của họ để người lao động cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng. Có lẽ ta cần tiếp tục chờ đợi sự chuyển mình mạnh mẽ và rõ rệt hơn nữa từ thế hệ này, từ kinh nghiệm chuyên môn cho đến sự hòa hợp, về văn hóa và phong cách làm việc. Một thông tin đáng chú ý khác về vấn đề việc làm. Mới đây, doanh nghiệp có đông công nhân nhất Thành phố Hồ Chí Minh là công ty trách nhiệm hữu hạn Powergen Việt Nam, quận Bình Tân vừa có báo cáo với ngành chức năng thành phố về việc dự kiến sẽ cắt giảm thêm lao động. Theo báo cáo, từ tháng 2 năm 2023, công ty này đã thực hiện thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 2.300 lao động. Và ở lần cắt giảm lao động này, công ty sẽ tiếp tục cắt giảm hơn 5.700 người có hợp đồng không xác định thời hạn, tương đương 10% tổng số 50.500 lao động. Theo đó, đợt 1 công ty sẽ chấm dứt hơn 4.500 người vào ngày 24 tháng 6 và đợt 2 là hơn 1.200 người vào ngày 8 tháng 7. Trong số lao động chấm dứt hợp đồng, lao động có trên 80% nữ giới, khoảng 45% lao động từ 21 đến 40 tuổi, trên 50% lao động từ 40 tuổi trở lên, khoảng 60% lao động có thâm niên từ 10 năm trở lên. Phần lớn lao động chấm dứt hợp đồng lao động là lao động phổ thông. Trường hợp người lao động đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, hộ nghèo, lao động khuyết tật không nằm trong diện chấm dứt hợp đồng lao động lần này. Một trong những thách thức hàng đầu của ngành vi mạch bán dẫn là sự thiếu hụt về nhân lực nghiên cứu và kỹ thuật. Do đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực này đã chính thức công bố kế hoạch thành lập trung tâm thiết kế vi mạch hàng đầu thế giới tại Việt Nam. Theo chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp, trung tâm dự kiến sẽ thu hút 300 nhân sự, trong đó 97% là kỹ sư công nghệ tại Việt Nam nhằm trau dồi các kỹ năng chuyên môn nhằm phát triển và cung cấp những sản phẩm được sử dụng làm thành phẩm cốt lõi cho các danh mục đầu tư toàn diện như sản phẩm điện quang, điện thoại, xe hơi, viễn thông, trung tâm dữ liệu. Công bố này cũng cho thấy tiềm năng và năng lực của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và những công nghệ hàng đầu thế giới. Chương trình sẽ hỗ trợ các sinh viên tài năng chuyên ngành kỹ thuật và khoa học máy tính tại các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Thông qua học bổng, công ty mong muốn phát triển năng lực kỹ thuật, khuyến khích và tạo điều kiện cho sự hiện diện của lao động nữ ở mọi cấp độ và ưu tiên tuyển dụng lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.
Phát triển kinh tế xanh đã nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, được hỗ trợ bởi khuôn khổ pháp lý, dẫn dắt bởi chiến lược quốc gia. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tiếp tục khẳng định chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu. Do đó, nghiên cứu cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đo lường ảnh hưởng của các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xanh là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Những nội dung này được trình bày tại nhiều tham luận của Hội thảo khoa học quốc tế phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam. Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam là chủ đề của Hội thảo khoa học diễn ra ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Hà Nội với sự đồng tổ chức của Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học Quốc gia Trung Nam Hàn Quốc, Đại học Sofia St. Clement Oris, Bulgaria. Trong những năm gần đây, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu. World Bank ước tính biến đổi khí hậu sẽ làm giảm 3,5% tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2050. Các trường đại học của chúng tôi gặp gỡ nhau cùng với các nhà khoa học, cùng với các nhà hoạch định chính sách, cùng với các doanh nghiệp để mà ngồi, để mà chia sẻ. Và trước hết là chúng ta phải nhận thức được cái kinh tế xanh là gì, phát triển bền vững nó là gì và tiêu chí nó đánh giá như thế nào. Và Việt Nam hiện nay đang ở đâu và để có thể có được cái kinh tế xanh thì chúng ta làm cái gì. Không phải chỉ các nhà khoa học trong nước mà chúng tôi còn mời cả những cái học giả, các nhà khoa học ở nước ngoài, ở các trường đại học nước ngoài. Họ cũng là ở những cái đất nước mà cái sự phát triển bền vững của họ cũng đã đạt được cái đỉnh cao, cũng đạt được cái thành công như là Bulgaria, như là Hungary, như là Pháp chẳng hạn. Thế thì như là Hàn Quốc, thế thì những cái chia sẻ của họ cũng sẽ giúp cho chúng tôi và giúp cho tất cả những cái người tham gia có thể có được một cái sự nhìn nhận một cách thực tế về cái thực trạng về phát triển kinh tế xanh cũng như phát triển bền vững của Việt Nam. Sinh viên tôi thì khi ra trường ngoài cái kiến thức chuyên môn về cái lĩnh vực được đào tạo thì trong cái ý thức của họ thì đều có, khi mà làm việc trong mỗi một lĩnh vực thì đều có cái ý thức liên quan đến phát triển kinh tế xanh. Chẳng hạn là khi mà để xây dựng, chúng tôi có cái ngành kinh tế phát triển, xây dựng kế hoạch phát triển. Thì sau đó thì mỗi một cái sinh viên khi xây dựng kế hoạch thì đều có phải có được cái mục tiêu là cái kế hoạch mình phải hướng tới cái việc phát triển kinh tế xanh và phát triển bền vững. Kinh tế xanh là nền kinh tế vừa mang lại hạnh phúc cho con người và công bằng xã hội, vừa giúp giảm thiểu đáng kể các nguy cơ về môi trường và suy giảm sinh thái. Do vậy, các hội thảo khoa học quốc tế về chủ đề này sẽ tạo lập diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề phát triển kinh tế xanh trên thế giới và tại Việt Nam. Đây cũng là nơi kết nối các chuyên gia, học giả, giảng viên và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo về kinh tế và kinh doanh ở các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế xanh của quốc gia theo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước.